Nhưng cái này thì các bác biết này, nó dẻo dai chứ nó không phải là cái chân gỗ đanh đanh cứng các bác nhá. Hello, xin chào các bác nhá. Chào mừng các bác đến với video của Sơn Sập Gỗ. Và trong buổi sáng ngày hôm nay thì trời rất là đẹp. Ngày hôm qua thì mưa, hôm nay bắt đầu nắng rồi các bác. Và ngày hôm nay em tranh thủ xuống đây để quay với các bác, giới thiệu với các bác về một cái bộ sập rất là đẹp, vân gỗ cực kỳ đẹp luôn các bác ạ. Và cũng tiện đây thì cũng quay bởi vì có anh ở ngoài, mà một anh khách ở ngoài Nghệ An, anh ấy đặt cái kệ tivi ấy là nguyên khối bằng cái chất liệu gỗ naga. Thế nên là em cũng tiện quay cái kệ tivi của anh ấy luôn, nhưng mà quay từ khi nó còn thô các bác. Trước khi đến xem cái kệ tivi ấy thì mình xem cái bộ sập này trước, bởi vì cái bộ sập này rất là đẹp, hoàn thiện và chuẩn bị cho giao cho bộ bác khách ở dưới miền Tây rồi, ở dưới Cà Mau rồi các bác ạ. Đấy, thì mời các bác cùng xem hết cái video này nhá. Trước màn hình của các bác đây là một bộ sập, sập 2 tấm và một chiếu, được gọi là một bộ đấy các bác, với vân gỗ rất đẹp. Và màu gỗ đây là một cái chất liệu gỗ naga, gõ naga các bạn, gỗ gõ naga, chất liệu gỗ màu vàng, tổng thể màu vàng rất là đẹp như thế này, với vân gỗ cực kỳ đẹp luôn. Và tấm này đẹp 6 mặt luôn các bác. Đấy, để mà giải thích cho các bác cái câu hỏi là mình phải chơi gỗ gì nó đẹp thì em cũng chia sẻ với các bác, đây là cái dòng gỗ mà Sơn cực kỳ là yêu thích cái dòng gỗ này, bởi vì cái chất liệu thứ nhất là nó rất là đanh và cái tom gỗ nó mịn. Các bác để ý thấy tom gỗ ở đây nó rất là mịn này. À, tom gỗ nó mịn, nếu mà so với các dòng sản phẩm về gỗ Nam Phi như thế này, gỗ này nó rất là mịn. Thứ hai nữa là một vài tấm gỗ ở đây thì vân cũng rất là đẹp các bác ạ, vân rất đẹp các bác nhé. Đấy, vân rất đẹp. Cái điều thứ hai, kể cả nó vân thẳng thế này nhưng mà nó vẫn đẹp. Và cái dòng này thì nó gần giống như gỗ ba chi luôn, nhưng mà nó không phải gỗ ba chi, để có các lưu ý nhá. Đấy, vân gỗ cực kỳ đẹp luôn như này, các bác nhìn thấy không ạ? Đấy, quay cái đằng đầu cho bác này, liền lại. Cái dòng gỗ này em để ý thấy là nó rất hay có những cái này này các bác này, hầu như nó đều có cái này rất hay, có một cái đường như này. Đấy, quay rất thực tế cho bác xem. Đấy, quay bốn cạnh để cho các bác xem này. Sờ bây giờ vẫn rất là mịn, đang lớp lót rồi, chắc là tấm này chắc còn 3-2 lớp lót nữa là xong các bác ạ. Sờ đây rất là mịn, rất là đã này. Ai mà thích chơi đồ gỗ mình sờ vào đây mình cảm nhận được, mình cảm nhận được cái tấm sập này nó giá trị ngay luôn. Sờ vào rất là sướng cái mặt, bởi vì cái tấm kia nó liền lạc, các bác nhìn thấy không, chỗ nào nó ra chỗ đấy rất liền lạc. Vân gỗ thì đẹp, và em thích nhất ở cái này nữa là cái gì, cái màu gỗ của nó, màu rất là sáng là một này, màu gỗ vàng rất là sang sáng, và vân gỗ thì nó nổi bật lên so với màu gỗ đấy. Bộ đây là rộng 2m các bạn, dài 3m2 và dày 16 phân rưỡi, dày 16 phân rưỡi. Đây là một cái kích thước rất là chuẩn, 3m, 2m và dày 16 đến 17 phân. Nếu mà là gỗ cẩm hồng ấy thì sẽ xẻ dày 20 phân, nhưng đối với gỗ naga xẻ dày 16 hoặc mỏng hơn cũng được, dành cho các bác ở dưới khu vực miền Tây thích chơi hàng mỏng, không thích hàng dày. Theo một số cái quan điểm mà chơi gỗ ấy thì chơi hàng mỏng, các bác chơi hàng mỏng thì nó sẽ thanh thoát hơn, nó đỡ bị thô. Thì cũng có nhiều người là nghĩ là nó thô, nhưng có một số người thì không nghĩ là nó thô mà nó đẳng cấp, nó dày nó đẳng cấp. Còn một số bác thì lại nghĩ là nếu mà dày quá thì nó thô, thì không sao, nếu mà dày thì mình chơi cẩm hồng sẽ dày, còn nếu mỏng thì mình chơi naga. Nhưng cái chất gỗ naga này nó một điều khác biệt là toàn bộ phần giác thì sẽ không lấy các bác nhé, toàn bộ phần giác nó sẽ không lấy. Em sẽ giới thiệu cái điều mà cũng khá quan trọng về cái chất gỗ naga. Cái dòng gỗ naga này là một dòng gỗ về Nam Phi, của Nam Phi. Đây là gỗ naga các bác nhé, không phải gỗ gana. Và cái gỗ này thì với cái chất lượng của nó thì gần tương, nó nếu mà so sánh với gỗ ba chi, gỗ nhóm 1 thì nó không bằng. Thế nhưng chất lượng của nó là vượt trội hơn so với các dòng gỗ như là gỗ cẩm hồng, hay là mấy gỗ ecop này kia, thì gỗ này nó vượt trội hơn rất là nhiều. Nếu mà so sánh về độ cứng thì không bằng cứng bằng gỗ lim, không cứng bằng gỗ lim. Thế nhưng mà ấy, nó lại được cái là vân gỗ này và màu gỗ nó sáng này, vân gỗ đẹp, màu gỗ sáng này. Đấy, và không có cong vênh và không có bị nứt nẻ nhiều. Thì cái gỗ này nó rất là bền.
bởi vì em đã xẻ để em đóng mấy cái tủ nó nhỏ nhỏ thế kia kìa các bác kìa. Thế nên là em biết được nó không có cong vênh. Thế nên các bác sử dụng cái dòng này rất là ok. Thì cái tấm sập như thế này thì em bán với mức giá là 67 triệu rồi. Bán rồi các bác nhá, bán rồi nhá, bán 67 triệu rồi. Nhưng mà hầu hết cái dòng này là xưởng làm rất là nhiều các dòng tương tự như thế này nhưng mà không kịp. Bởi vì dòng này rất là hút hàng nên là không có. Nhiều bác cứ là yêu cầu là xem sản phẩm, xem hình sản phẩm mới mua thì chắc chắn là không thể mua được gỗ này, bởi vì gỗ này có về bao nhiêu là hết bấy nhiêu, nên là phải đặt trước thì may ra có, còn nếu không thì không có. Nhưng có một điều các bác yên tâm là gì, là em sẽ cam kết với các bác là nó sẽ đẹp như thế này, nó sẽ đẹp như thế này và nó không bị nứt nẻ gì. Bởi vì sao? Bởi vì nứt nẻ là em sẽ xẻ ra em đóng hết thành cái tivi này, em đóng thành tủ này, đóng thành ghế trong kia hết rồi. Thế nên ấy, là nó không bao giờ bị nứt nẻ nữa. Đấy là cái điều mà các bác có thể yên tâm được. Ok các bác nhá. Cái kệ tivi của bác ở dưới ở Nghệ An, đây là cái kệ tivi của bác ý đây này. Hàng thô, quay từ thô để cho bác yên tâm. Đấy, cũng là chất liệu gỗ Naga các bác này. Đấy, thấy chưa ạ? Rất là đẹp. Đây là một thớt này, hai thớt và ba thớt. Ba thớt này thì đều là có cái kích thước là 40. Kích thước 40. Còn dài thì cái này 3m2, cái này là 2m2, còn cái kia 80 phân. Ây à. Ok. À vâng, dày 12 phân và chất liệu gỗ Naga liền là không lỗi, không tì vết các bác nhé. Đấy, kệ tivi. Bộ này thì em bán cho bác ấy là 24 triệu. 24 triệu thì phải, em không nhớ lắm. Lâu lâu rồi. Bác ấy đặt hàng lâu lâu rồi các bác. Đấy, thì ok, chất Naga như này đã khô là nó như này này. Đấy, thì bác nhìn thấy kỹ nhá. Thất Naga này thì nó không phải là cái gỗ giống như kiểu gỗ lim là nó đanh, nó cứng. Còn gỗ Naga này nó thuộc hạng là gỗ chất gỗ là nó dai các bác ạ. Nó dẻo dai, ý là nó dẻo dai đây này. Nhìn cái này thì các bác biết này, nó dẻo dai. Chứ nó không phải là cái chất gỗ đanh, đanh cứng các bác nhá. Đấy, lưu ý, dẻo dai, ok. Nếu mà chất gỗ dẻo dai thì nó rất ít bị nứt răm các bác ạ. Nó ít bị nứt răm, đây là cái lợi thế của nó. Đây, khi mà bào ra rồi này và làm đẹp lên rồi. Đấy, cái này là đóng ban thờ thì à. Đây. Đấy, thì em xin phép kết thúc cái video của mình ở đây nhá. Hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Xin chào.